Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội hoàng vụ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin Vatican, lịch trình chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha Phanxicô diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3. Ngài sẽ thăm các thành phố Nija, Ua, Erbil, Mosul và Quarawas, nơi ngài sẽ viếng thăm nhà thờ chánh tòa Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội Antahira đã bị nhà nước hồi giáo đốt phá sau khi nhóm này nắm quyền kiểm soát thị trấn vào năm 2014. Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2021, Lịch trình Roma-Badda 7h30 khởi hành từ phi trường quốc tế Fiumicino roma để bay tới Badda 14h đáp xuống phi trường quốc tế Badda 14h chào đón chính thức tại sân bay quốc tế Badda 14h10 phút gặp thủ tướng tại hội trường VIP của sân bay quốc tế Badda 15h nghi thức tiếp đón chính thức tại dinh tổng thống tại Badda 15h15 phút thăm hữu nghị tổng thống nước Cộng Hòa tại văn phòng riêng của dinh tổng thống Baghdad. 15 giờ 45 phút, gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại dinh tổng thống ở Baghdad. 16 giờ 40 phút, gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chánh tòa công giáo Siro, Đức Mẹ ơn cứu chuộc ở Baghdad. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021, lịch trình Baghdad, Naja U 7 giờ 45 phút khởi hành bay đến thành phố Naja. 8 giờ 30 đáp xuống phi trường Naja. 9 giờ thăm hữu nghị tại Ayatollah Sayzedin Ali Al Al ở Naja. 10 giờ khởi hành bay đến Nasiriya. 10 giờ 50 phút đáp xuống phi trường Nasiriya. 11 giờ 10 phút gặp gỡ liên tôn tại đồng bằng Úc. 12 giờ 30 phút, khởi hành bay đến Padda. 13 giờ 20 phút, đáp xuống phi trường quốc tế Padda. 18 giờ thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Kande Thánh Giuse tại Padda. Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021, 7 giờ 15 phút khởi hành bay đến Erbil. 8 giờ 20 đáp xuống phi trường Erbil. 8 giờ 20 phút được chào đón bởi tổng thống miền tự trị Kurdistan Iraq và các lãnh đạo tôn giáo dân sự miền này tại phi trường Ebin. 8:30 giờ mươi phút gặp gỡ Tổng thống và Thủ tướng miền tự trị tại phòng khách VIP của phi trường Elbin. 9 giờ khởi hành trực thăng đến Mosul. 9:35 giờ đáp xuống khu vực hạ cánh ở Mosul. 10 giờ cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh tại Hot Anbia, tại quảng trường nhà thờ ở Mosul. 10 giờ 55 phút khởi hành bằng trực thăng đến Warawat. 11 giờ 10 phút đáp xuống khu vực hạ cánh Warawat. 11 giờ 30 phút thăm đoàn Warawat tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Warawat. 12 giờ 15 phút di chuyển đến Elbin 16 giờ thánh lễ tại sân vận động Franco Hapiri ở Elbin. 18 giờ 10 phút khởi hành bay đến Baghdad. 19 giờ 15 phút đáp xuống phi trường quốc tế Bada. Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021. Lịch trình Bada Roma. 9 giờ 20 phút nghi thức chào tạm biệt tại phi trường quốc tế Bada. 9 giờ 40 phút khởi hành bay về Roma. 12 giờ 55 phút đáp xuống phi trường quốc tế Ciampino ở Roma. Chuyến thăm Iraq của Đức Thánh cha có khẩu hiệu Tất cả anh em đều là anh em với nhau. Trích từ tin mừng Thánh Mát Theo, logo của chuyến viếng thăm mô tả Đức Thánh Cha giơ tay chào nước Iraq, được thể hiện bằng bản đồ và các biểu tượng của nó. Cây cỏ và sông Tyrus và Euphrates. logo cũng cho thấy một con chim bồ câu trắng, một cành ô liu trên mỏ của nó, một biểu tượng của hòa bình bay trên các lá cờ của tòa thánh và Cộng hòa Iraq. Tin mùa chay Giáo hội Nam Châu sống mùa chay Mùa chay đã bắt đầu với việc cử hành thứ tư lễ tro của toàn giáo hội Cùng với việc khai mạc mùa chay Tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi Các giáo hội địa phương đã có những chương trình cụ thể Giúp các tín hữu sống thời gian thánh này một cách ý nghĩa Giáo hội Philippines sống bác ái liên đới với những người đau khổ Đức cha Romulo Vanlet Giám mục hội đồng giám mục Philippines trong sứ điệp mùa chay mời gọi mọi người cầu nguyện trong niềm hy vọng qua việc liên đới với người đau khổ trong đại dịch COVID-19 sẽ giúp cho mọi người ăn chay cầu nguyện làm việc bác ái có ý nghĩa hơn. Đức Tổng Giám Mục Asad ở Bia Kích cho rằng mùa chay là khoảng thời gian chú ban cho chúng ta để nhìn lại cuộc sống của mình, ơn tha thứ và thứ tha tội lỗi và thổi thay. 40 ngày này trước hết là lời mời gọi hoán cải anh chị em hãy nhận biết những công trình của Thiên Chúa trong đời sống vì người củng cố và dọn đường cho những ai nhận ra người. Đức Giám mục Ecuador ưu tiên vaccine cho những người dễ bị tổn thương và trong sứ điệp, các giám mục cũng nhắc lại ba điều thiết yếu của mùa chay. Ăn chay là thể hiện đức tin vào tình yêu của Thiên Chúa, thúc đẩy chúng ta chia sẻ vật chất với những người thiếu thốn và cầu nguyện là bày tỏ trong niềm hy vọng của Kitô giáo. Giáo hội Thụy Sĩ với chiến dịch công bằng khí hậu là tiêu đề của chiến dịch đại kết cho mùa chay sáng kiến này yêu cầu ngân hàng quốc gia thụy sĩ snb thoái vốn trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch để tránh những hậu quả nghiêm trọng về biến đổi khí hậu chương trình bao gồm nhiều hội thảo trực tuyến trên các youtube và zoom nhằm nâng cao nhận thức của xã hội và đặc biệt là giới trẻ về vấn đề môi trường và bảo vệ thù tạo giáo hội ba lan với chiến dịch những người truyền giáo trong mùa chay 2021. Hiện Ba Lan có 1.892 nhà truyền giáo Ba Lan đang làm việc tại các xứ truyền giáo và những nơi trong thời điểm khó khăn này do đại dịch cần được hỗ trợ tinh thần nhiều hơn. Năm 2020, có 50.000 người tham gia chiến dịch. Năm nay, số người đăng ký cho tới nay đã hơn 40.000. Chiến dịch huynh đệ đại kết mùa chay của giáo hội Brazil với chiến dịch huynh đệ 2021 được cử hành theo tinh thần đại kết, mời gọi các kỳ Tô hữu và những người có thiện chí suy nghĩ, đánh giá và xác định những cách thức thích hợp để vượt qua những phân cực và bạo lực ghi dấu trên thế giới ngày nay. Tất cả đều thông qua cuộc đối thoại yêu thương và chứng tá hiệp nhất trong sự khác biệt, được tình yêu Chúa Kitô linh hứng. Giáo hội Nikagaru, mùa chay là thời gian hòa giải và hoán cải của trái tim, các giám mục viết. 40 ngày chuẩn bị cho lễ phục sinh là thời gian ứng sủng để cầu nguyện cho một xã hội mới, một xã hội luôn theo đuổi công ích và liên tục tái thiết trật tự chính trị xã hội. Đồng thời, các giám mục nhấn mạnh rằng sám hối là một ân sủng bởi vì nó giúp cho chúng ta nhận ra tội lỗi của chính mình và cần thiết hoán cải. Sự thống hối của mùa chay được biểu lộ ra bên ngoài qua màu lễ phục phục vụ màu tím và không đọc kinh Alleluia và kinh Vinh Danh trong các thánh lễ và các giờ kinh. Ngoài ra, các giáo hội địa phương tùy theo hoàn cảnh môi trường của mình mà giúp cho các tín hữu đi sâu vào màu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô hơn. Thông báo tòa thánh, sáng kiến 24 giờ cho Chúa Hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng đã chuẩn bị cho ngày này bằng cách đưa ra một số gợi ý giúp các giáo sứ và cộng đoàn Kitô chuẩn bị cưỡng hành sáng kiến này. Trong phần đầu tiên dựa theo chủ đề Chúa tha thứ cho người muôn ngàn tội lỗi, một số bản văn được giới thiệu khuyến khích mọi người ý thức kinh nghiệm cuộc gặp gỡ của các linh mục tại thời điểm xưng tội cá nhân. Các bản văn cũng có thể sử dụng để chuẩn bị một mình hoặc dưới sự hướng dẫn của thừa tác viên cho việc ăn năn tội cách chọn trong trường hợp không thể đến được với bí tích hòa giải. Ngoài ra nội dung của phần đầu còn khuyến khích mọi người đến với bí tích hòa giải, giúp suy tư về thay đổi của chính mình và ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Điều này có khả năng truyền cảm hứng cho các tín hữu thực hiện các công trình lòng thương xót và tiếp tục trưởng thành cá nhân khi đã nhận ra ơn tha thứ. Phần thứ hai được sử dụng khi nhà thờ được mở cửa, mọi người đến xưng tội, giúp cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Tài liệu này có thể hữu ích cho bài giáo lý về sự cần thiết hoán cải và bí tích hòa giải. Sự kiện có thể bắt đầu vào tối thứ sáu với phần phụng vụ lời Chúa để chuẩn bị cho các tín hữu xưng tội và kết thúc bằng việc cử hành thánh lễ trọng thể vào chiều thứ bảy. Trường hợp các bí tích không được phép cử hành hoặc có thể được tổ chức với một số lượng hạn chế thì việc tôn thờ thánh thể có thể được thực hiện trực tuyến. Như vậy, các tín hữu được chuẩn bị ăn năn tội cách trọn như giáo lý của giáo hội công giáo dạy. Một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.